giờ em đã mở cái máy nè, em soi cái máy cho bà coi mình coi nè. Con này thì đăng kiểm mới rồi đó, thùng sàn thì bao đẹp rồi, máy số thì bao ngon đó, máy số thì ngon luôn. Còn thấy không, máy cực kỳ êm nha, máy rất là êm ha, máy cực kỳ chắc. Rồi lại là em đây cả nhà ơi, em Tòng An Phát xin kính chào tất cả anh chị em bà con đã quay trở lại với kênh mua bán của Tòng An Phát ha. Thì lời nói đầu tiên cho em xin chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe ha, một ngày làm việc thật hiệu quả và mang lại những gì giá trị nhất trong cuộc sống này nha. Thì trước mắt anh chị em bà con mình là một sản phẩm đến từ thương hiệu của TMT Cửu Long nha cả nhà. Đó, xe thì cực kỳ là đẹp luôn, giá thì cực kỳ là yêu thương cho cả nhà của mình luôn đó. Thì bà con mình hãy dành ra cho Tòng An Phát chút ít thời gian để đi theo dõi hết cái video clip này ha, để Tòng An Phát quay chi tiết và báo giá cụ thể em nó trên một cái video này cho cả nhà mình xem và tham khảo. Cả nhà thực sự ưng ý em xe này thì cứ alo lại cho em ha, alo lại cho em để có một cái giá ưu đãi tốt nhất cho cả nhà của mình nha. Đó, xe thì em mới về thôi nha, xe thì cực kỳ là đẹp, cực kỳ là long lanh sáng bóng luôn đó. Cả nhà mình hãy tham khảo từ trên xuống dưới, từ đầu tới cuối em sẽ chi tiết cho bà con của mình. Thùng sàn thì cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là yêu thương luôn, giá cả phải chăng cả nhà của mình. Đó, xe thấy thùng đẹp không, thùng kính nha cả nhà ơi, thùng kính ha, thùng sàn thì không có gì phải bàn hết, rất đẹp ha. Vỏ lớp thì còn tương đối ha, hai vỏ lớp sau thì theo em cảm nhận thì em nó còn cỡ khoảng 45 tới 55% thôi ha, không còn được đẹp ha. Hai vỏ trước thì còn đẹp nha. Đó, khung gầm sexy thì không có dấu hiệu sơn lại ha mọi người ha, rất đẹp ha, rất là liền xe luôn. Con này hầu như là sơn rin cả cabin luôn nha cả nhà, sơn rin hầu như là còn cả cabin ha. Form dáng em nó thì cực kỳ là nhỏ gọn luôn, rất là thích hợp cho anh chị em bà con hai vợ chồng đó với một đứa con nhỏ đi bán hàng lưu động ha. Đó, đi bán quần áo, giày dép, mũ nón hoặc là tôm cá mực các kiểu coi là điểu ha. Đó, bà con thấy cái form nó đẹp không, form nó rất là xịn sò ha, form rất là đẹp nha cả nhà. Form này cái nhãn hiệu Đông Khoang, bây giờ nó liên danh đủ thứ á, máy chạy là cực kỳ là ok luôn, máy chạy rất là ngon nha cả nhà. Máy con này giống y như Suzuki vậy đó, máy y như Suzuki chạy rất là bốc luôn. Bà con mình chăm nghe không bằng một thấy, bà con cứ đến test xe thoải mái cho em, test xe chạy xe thoải mái cho em nha cả nhà. Máy số thì cực kỳ là đỉnh luôn ha, đèn xe rất là đẹp ha. Đó, con này thì bên Tòng An Phát đang chào bán giá 83 triệu thôi nha, 83 triệu nha cả nhà ơi. Xe thì cực kỳ là đẹp nha. Đó, bà con mình nhìn cái xe là bà con mình biết rồi, cái xe chắc xe như thế nào ha, xe này không có máy lạnh nha cả nhà, không có máy lạnh ha, chắc xe rất là tuyệt vời luôn. Đó, xe rất là đẹp, rất là ok, con dê luôn, quá tuyệt vời nha cả nhà ơi. Đó, xe màu bạc ha, nỉ rin vẫn còn nguyên bản nha cả nhà, nỉ rin vẫn còn nguyên bản, bà con mình thấy không, tóc khác đó, trời ơi quá đẹp, quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi, quá ư là đẹp luôn. 83 triệu à. Đó, bà con mình có thể sở hữu một con xe TMT Cửu Long, máy Suzuki như thế này. Đó, bà con có thể là chạy hàng hóa kinh doanh nhỏ lẻ được ha. Đó, kinh doanh nhỏ lẻ rồi. Con này thì đăng kiểm còn khá là dài, mới đăng kiểm luôn nha cả nhà. Em nó đăng kiểm tới tháng 3 năm 2024 nha. Đăng kiểm mới rồi, cho nên cả nhà mình không phải quan ngại về vấn đề đăng kiểm hay là, nói chung con xe này nhớt em cũng đã mới thay nha cả nhà, nhớt em mới thay luôn. Đó, nhớt em cũng mới thay rồi. Đó, kiểm tra nhớt cầu, nhớt số, nhớt máy em thay tất tần tật luôn. Rồi bây giờ em sẽ nổ máy cho cả nhà mình cùng nghe âm thanh tiếng máy của em nói như thế nào ha, để cả nhà mình biết thực tế. Nè, các in bấm còn nguyên bản hết nha nha. Đó, in bấm còn nguyên bản hết. Giờ em sẽ đề máy cho cả nhà mình cùng nghe âm thanh tiếng máy của em nó, coi thử âm thanh tiếng máy của em nó có ok không. Đây ha, máy vô lăng các kiểu con là điểu, con này trợ lực nha cả nhà, có trợ lực rồi nha. Đó, vô lăng các kiểu con là điểu rất là ok luôn, rất là ok. Và con mình có thể nhìn nè, nỉ rin nguyên bản nè ha, nỉ rin chằng rin nè. Con này nói chung là em từ đó giờ em mua những cái con xe tải nhỏ mà xe thùng kính á, thì con này là quá là VIP luôn, con này quá tuyệt vời luôn cả nhà, con này là số 1 của mình, con này số 1 luôn nha, con này số 1 rồi.
quá đẹp rồi, quá tuyệt vời. Giờ em sẽ mở cái máy rồi mở cái thùng cho cả nhà mình xem nha.